Chào bé. Bé ơi, bây giờ chúng mình cùng học bài nhé. Đây là con gì? Con ngan. Con ngan. Con ngan kêu thế nào? Có mấy con ngan ở đây? Có 1, 2, 3 con ngan ở đây. Con ngan đang làm gì? Nó đang ăn. Con ngan đang ăn cái gì? Nó đang ăn hạt thóc. Bây giờ bé hãy chỉ xem đâu là con ngan nhé.